ơi, Thúy Nga đang ở Cà Mau và đang đi vô một cái khu này, không biết là khu gì, nhưng mà thấy là sông nước rồi ta nói đi qua một cái cầu nữa nha. Bà con người ta vẫn sống trên sông nước rất là nhiều nha mọi người. Sắp tới rồi bà con ơi, sắp tới rồi, và tới đâu để làm gì thì từ từ chúng ta sẽ biết nha. Đây, Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay thì nói chung về Cà Mau là cũng chỉ vậy thôi đó quý vị, lên sông lên nước rồi không biết giờ đưa đi đâu thì không biết. Nhưng mà là Thúy Nga đang ở đây là tại này là gì con trai? Dạ. Này tên gì ở đây, tên gì? Không biết. Không biết luôn. Dạ, không biết. Nè con gái tên, biết tên gì không? Dạ, Đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường hả? Dạ. Đầm Thị Tường mà sáng nay quên mặc cái đầm. Nó vô ta cũng vô đó. Thầy đây Thúy Nga và cùng một cái phái đoàn tour guide rất là lớn đang đi đến cái khu du lịch Đầm Thị Tường. Mà sáng nay tôi quên mặc đầm. Rất là buồn. Nếu mà mặc đầm thì nó vô được cái khúc mà Đầm Thị Tường. Và bên kia thì là nó có cái tên cũng ngộ lắm quý vị. Chúng ta đang ở tỉnh ủy tại Xẻo Đước. Xẻo Đước. Nghe xong muốn xẻo kìa. Bây giờ mình đi nha mọi người. Ủa mấy cái con này con gì vậy ta? Con Hà Biển đi. Con Hà. Hà Biển ăn cây mụn đó. Ủa gì hả? Con này là nó như con gián anh. Dạ dạ. Nó con gián nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta đi vô cái khu Đầm Thị Tường nha quý vị. Để coi trong này có cái gì nha. Cái này là một chương trình gọi là review cuộc sống ở tại Cà Mau. Để coi ở đây có những cái gì đặc trưng hay cho chúng ta khám phá nha. Rồi chúng ta bắt đầu đi nha bà con. Lên đi. Ồ, Thúy Nga cảm giác là đây là một cái chòi họ để trên sông nước. Nước này là nước mặn hay nước ngọt vậy ta? Nước lợ chị. Nước lợ hả? Dạ. Anh bỏ em lại hả? Trời ơi, đừng bỏ tôi. Đâu có, từ từ. Anh đừng bỏ em anh. Lát chiều nó đón em nha. Đừng bỏ rơi em trên đảo nha. Trời chết luôn quá trời ơi, chắc chết luôn. Cái chòi nó nổi để làm gì đó? Trời đã ở đó. Trời dạ em biết rồi. Cái gì con? Cái chiếc Hà Thúy Nga là có thật. À, Thúy Nga là có thật hả? Thấy ông cũng tin tôi là Thúy Nga không ai. Không biết, không biết. Cái gì đó, ăn cái gì đó. À vậy hả? Ờ, tôi ăn cái gì? À, vậy quán ở đây là một cái quán ăn cái gì à? Đây là một quán ăn trên một cái con đảo. Dạ, người ta ăn uống xong hết rồi. Nhà hai. Ồ, đây là một cái hành trình đi tìm đồ ăn ở trên một cái nhà, trên một cái đảo nha quý vị. Đây là cái bếp nè bà con. Dễ thương dễ sợ không? Ủa
Ủa rồi đồ ăn ở đâu, chọn ở đâu? Vô đây có đồ ăn liền nha, trời dễ thương vậy. Nè có rồi nè, ai ăn không? Ai ăn củ khoai nang lướng không? Hồi xưa chị bán khoai lang là đúng không? Thì đó, cái cốt chị ngày xưa đó cưng. Ủa chị? Chị chủ nhà hả? Dạ. Ủa đồ ăn là ở chỗ nào chị? Giờ đặt, cố đặt cũng được chứ. Đặt nhưng mà giờ chị đặt ở đâu? Nó chứ sao? Đâu, chỗ nào đâu chắc chưa đâu. Chưa, để ngồi nó ra nó bắt cho cô con. Chị hả? Ừ. Phải có người bắt chứ chị không phải là chị người bắt dạ, hả? Dạ, con. Thì không? Phải chị lựa đồ đi. Người ta nói đến khu đầm thị tường có nghĩa là mình phải mặc đầm nha. Hay chị chủ đây chứ mặc đầm không quý vị? Mình không mặc đầm nên mình không có vô. Cái mình á, ok. Ok, rồi. Ở đẳng ở dưới này mình nuôi gì chị? Dừa chua, đúng không? Đủ chứ. Chị hả, là mình thả dưới này hả? Khô cá dồ chó. Món này ăn hay chửi vậy? Khô cá dồ chó chiên. Khô cá dồ chó nướng. Tôi không có láo nha. Nó có tên là cá dồ chó nè, thấy không? Có món cá dồ chó. Khô cá dồ chó. Cái món như chữ thờ ba vậy đó. Khô cá dồ chó chiên, thấy không? Còn có cái món mà khô cá dồ chó đẻ không? Tiêu nhiều phải không? Đẻ không? Đẻ không? Mấy con tiêu nhiều luôn á. Đẻ không? Hay bon nó hiểu gì vậy? Con á. Con á. Được mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi. Ừ, chung cha bà bụ bẩm quá ha. Chúc cha, chúc cha. Vô ăn nhậu cái ngủ luôn nha. Đang live stream hả? Dạ. Ok, đây là Thúy Nga sẽ đi review khung cảnh ở đây cho mọi người coi nha. Đó, người ta nuôi mấy cái con cá đồ này nọ dưới này nè bà con. Đó, mọi người thấy cá không? Biết cá gì nó trắng cá liềm kìm á cô. Vậy hả? Cá liềm kìm. Cái nè đó là xong người ta sẽ bắt từ đây lên người ta làm đồ ăn cho mình ăn nè. Không không bao đỏ nữa. Rồi, ok. Rồi đây chị xuống Cà Mau bắt cua gì vậy nè. Thì đó, xuống Cà Mau để đi coi cua dưới này sao nè, rồi sẵn mình ăn luôn. Cua đây cua kiểu nghe. Hồi nãy gì chị ăn cá chưa? Chưa ăn gì luôn á. Đặc sản đây đó có là con cá dồ chó. Thì đó. Ngon lắm. Tôi mới đặt con cá dồ chó hết á. Dạ. Nghe cái tên là muốn chửi nhau rồi. Cái dòng hình đặc sản. Ủa sao cái gì mà cái công ty gì mà mặc đồ đỏ không? Nói chị rồi đó, chụp tấm với tem mình. Dạ hả? Ok. Dạ, này dạ, 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 muốn chụp nữa. Dạ, 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 dạ. Con nghe nè, biết con nghe không? Biết con nghe không? Rồi, bây giờ nghe xin phép nghe vô nghe review chút xíu nha. Các người ai chụp đi nhà từ sau nha. Nha. Đây mọi người ơi. Chúng ta đang đứng ngay cái vùng sông nước mênh mông và rất là mát nha, thiên nhiên rất là dễ thương. Và một giám sĩ đang đứng đây để mà chuẩn bị vớt cá lên cho mọi người. Ủa cái rọ này mình để nhiêu lâu mà vớt được hai con hay vậy? Em cũng lâu rồi. Vậy hả? Cái này là cá gì vậy em? Cá dồi chó. Cá dồi chó đó hả? À con dồi chó, ủa sao nó giống cá trê vậy? Không, nó khác, nó như cá lăng mình vậy. Vậy hả? Mà điều nó sống nước mặn thôi. Vậy hả? Ủa cái nước này là mình nước mặn luôn. Rồi anh Nhật anh đi đâu vậy? Em lâu rồi không làm. Vậy hả? Mày qua chở chị đi một vòng coi. Ừ. Đây mọi người, đây là cái dừa chó nha bà con. Đó, cái dừa chó là đây nè bà con. Đó, mọi người thấy cái dừa chó chưa? Đó, nó như cá trê vậy đó. Ừ, rồi đó, rồi, bây giờ là... Em vừa em bắt nó ra cho. Ở đây là cái đìa này mình nuôi cá các loại đúng không em? Cái nào? Ở ngoài này mình nuôi cá phải không? Cái này thiên nhiên từ biển cho vô á. Nó tự vô hả? Chứ không phải là do mình nuôi hả? Đây là biển mà. Nhưng mà vậy nhiều lúc khách đặt rồi nhỡ mai bắt không được làm sao? À, mình người ta bắt là mình lấy lại mình thu lại. À vậy hả? Là cái này là thiên nhiên ngoài biển nhưng mà mình thu lại mà mình nuôi trong cái đìa mình luôn đúng không? Dạ. Nhiều người bắt lắm. Trời ơi mấy cái này của nó nghe nó đâm đau lắm không em? Đâm là đau à? Nghe nó đâm một cái là nhức luôn phải không? Nhức mình, nhức mẩy luôn phải không? Nó như cá chốt rồi vậy đó.
Nhưng mà vậy thì em lúc em bắt nó em phải cẩn thận lắm không? Đúng rồi, bắt rồi. Ừ, đây quen rồi. Quen hả? Em thường ngày nào cũng bắt bán. Cái đấy cái quen hả? Đi nhà mua cá ăn luôn. Dạ, đi quay review cho người ta biết là ở miền Tây người ta buôn bán kinh doanh sinh sống sao. Đây là cái bếp rồi bà con. Đó, mấy nồi niêu son chảo nè. Số lượng người đặt nhiều thì nó sẽ ăn nhiều, nấu nhiều. Còn nấu ít thì là sẽ đặt ít. À, đặt ít thì nấu ít quý vị. Cái băng đó để nó nồi luôn. Rồi đưa chị Cao ra quay chảo bên đây ở luôn nha. Đi qua quần đảo hả xa ha. Anh ơi, giờ hay vậy nè anh bơi ra anh cứu tụi em vô được không? Nước rất mặn nha bà con. Nước này mặn là từ cái chỗ cái có cái toilet kìa. Đây. Ủa, nói toilet rồi mà còn nhúng tay xuống hoài vậy? Vậy mới phải là Thúy Nga. Trời ơi, nước mặn nhằn à. Không phải là nước vị biển mà là nước vị của các vị xả ra. À, đúng rồi đó. Mở e ra. Em mở e rồi. Mày đang bấm e đó. Đây không? Ừ, mở lại ra nữa đi. Tôi phát hiện một điều là cái toilet của chúng ta là cái chỗ để cho cá ăn luôn nha. Cái nước này là của nhà nước chứ mình dựng cái nhà lên đây rồi hàng tháng mình cũng phải trả tiền gì không chị? Lâu dữ người ta không có thu thuế rồi.
gì hả? Là cô buôn bán nghề này là hai mấy ba chục năm ở đây luôn hả cô? Mới bán chắc khoảng cả 10 năm. À, con hỏi đi, sao mà ngày xưa mình ở đây mà mình không có vô bờ mình ở mà mình lại đi ra ngoài này mình ở vậy? Tại vì hồi xưa là tôm chết nhiều quá, cái mình đi xuống đây mình sang lú này mình làm, đang mình đặt lú. À. Rồi ở hoài, ở tới thăm mấy năm rồi cái bây giờ mười mấy năm nay làm cái này. À, mười mấy năm nay mình buôn bán cái đồ ăn này cho người ta. Dạ. Yeah. Nhưng mà khách ra vô ăn đông lắm đúng không? Đông. Ăn được lắm phải không? Dạ, yeah, được. Rồi coi như là quyết định gia đình là ở trên cái mặt nước gì luôn chứ không có vô bờ. Không, gia đình ở đây luôn. Nhưng mà có mình, nhưng mà mình làm gì rồi mình có mua nhà trên bờ chưa? Có đất, có đồ nhà trong bờ. Nhưng mà không thèm lên trên bờ ở? Không, ở đây sống ở đây thấy thoải mái. Mà nó vui phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà ở đây điện nước là sao, mình bắt bình điện hay là sao cô? Không, ba điện thì mình kéo ở trong bờ ra. Ừ. Như mình hạ thế mình kéo ra. Rồi dạ. Nước thì mình khoan cây nước. Vậy hả? Cây nước hôm nay cũng hơn mười mấy năm rồi. Dạ dạ dạ. Rồi sống rồi đó. Nhưng mà xung quanh cô ở gì, có nhiều người ở như cô không? Hay là có mình cô hay là sao? Có người ta ở, ta nuôi sò, người nuôi cái này cái kia đó. À vậy rồi người ta cũng làm nhà hàng như cô vậy đó hả? Ở đây có hai quán à, có hợp tác xã với ở đây. Của cô với lại một hợp tác xã là của nhà nước bán hay là không? Hợp tác xã đó là hồi lúc trước là nhà nước, bây giờ nó là tư nhân. À vậy hả? Ở trên này có mấy người con ở chung với cô? À, ở đây thì có hai đứa à. Hai vợ chồng đó, còn thằng đứa con thứ hai đó là ở bên sông qua, nó làm tiếng. À làm phụ. Dạ, là trên mặt đất á. Dạ. Là hàng ngày chạy qua đây phụ với cô. Dạ, nó phụ. Dạ dạ. Còn ở đây có hai chồng đứa con thứ ba. Dạ. Đứa thứ ba. Dạ. Tính chuẩn là cô xây cái nhà này bao nhiêu năm rồi? Cái này xây giờ cũng lâu, mười mấy hai chục năm gì đó, hai chục. Vậy hả? Dạ. Mà hồi đó cái mặt nước gì là mình ra mình làm gì là nhà nước họ vẫn cho thoải mái luôn. Hồi đó thì nhà nước nó cho mình thuê. Ừ. Cái từ hồi cái năm mà cơn bão số 5 tới giờ là bên trận thời này nó không có cho mình thuê mà nó không thuê máy gì hết. Tại vì bây giờ mình bị trận thời. Dạ. Dạ, không có cho thuê cho gì nữa chứ. Nhưng mình ở lỡ có chuyện gì là do mình, họ dạ. Không có đền bù gì hết nữa. Dạ. Còn ngày xưa thuê mà lỡ mấy có chuyện gì thì họ cũng đền bù đúng không? Bây giờ như người ta có giải tỏa hay gì á thì mình đi ra. Không biết. Dạ dạ dạ. Trời ơi, nào giờ đó là Vũ Nga biết là coi như là ở trên mặt đất liền á là người ta dành nhau miếng đất hay là hồi đó cũng lấy được miếng đất. Bây giờ mới biết là gia đình cô này á là không có lên trên bờ quý vị, thích làm thủy tề công chúa gì đâu á. Mới đi ra cái này mình gọi là cái gì cô, sông gì cô? Đầm bà tường. À đầm bà tường đó, đây đầm bà tường, hôm nay gặp đầm bà tường đấy quý vị. Thì là gia đình ở trên này là mấy chục năm rồi. Khi mà mình dựng mấy cái này lên nó có khó không cô? Khó, tại vì gió đồ nó cũng khó khăn mà mình dựng từ đó. À vậy hả? Yeah. Mình dựng từ làm ngày xưa có nghĩa cô làm nhỏ xong rồi từ phát triển ra càng ngày càng bự lên đúng không? Bự lên. Làm bự ra. Nhưng mà cô ở gì nè thì ví dụ như với mấy ngày mà khí hậu tốt thì không sao, những ngày mưa gió làm sao nó có bị nước vô hay là nước thì nước nó không vô lần lên. Nhưng mà cũng như là có gió quá thì cái nhà nó hơi bị nó bị chặt nhẹo, nó bị nó giờ gì tới giờ luôn vậy đó. Cái gì hả? Là cái nhà nó lắc luôn. Ủa gì ghê vậy? Ủa nhưng mà mình đóng cái trụ xuống rồi sao mà nhẹ lắm? Đóng giờ bão, giờ dông dữ lắm. Cũng như hôm trước là dông cũng dữ, giờ dông lắm. Vậy hả? Ở đây người ta cũng tắt máy, đồ sập, đồ nắp luôn. Vậy hả? Rồi cái nhà cô làm có bị không? Chưa có bị. Trong này làm chắc. Yeah. Nhưng mà mình làm mấy cái nhà gì kinh phí nó nhiều không cô? Nhiều tiền đó. Nó cực cái cũng như mình trong bờ thì mình dựng dưới đất thôi à. Còn cái này mình phải làm cừ đâu lên. Dạ dạ dạ. Cừ soạn rồi lên. Không mà nói thiệt, nãy giờ con ngồi con cảm thấy cái nhà này nó lắc lắc, nó không có đứng yên như những nhà khác quý vị. Nó mình đi rồi nó sẽ nói sàn sàn ấy ấy. Đúng rồi, ngày gì con thấy nó hơi chóng mặt á. Nó giống như mình cảm giác mình đang ở trên tàu quý vị. Như không quen thì mình đi đó nghe nó tưng 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 theo gió nè. Dạ 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 dạ. Là cô ở trên này mấy chục năm mà có những cái kỷ niệm gì mà mình nhớ hoài không cô? Thì giống như hồi xưa mình tôm tép rồi cái này cái kia rồi mình sống ở đây mình thoải mái quá rồi ở hoài vậy đó, chứ không chịu lên luôn, không muốn đi vô bờ. Cái nhà cũng có đất rồi mà không vô, không thích vô.
con mà là mình có nhà cửa trên nhà hết rồi đó mà không chịu vô thôi. Khi nào ở đây người ta quy hoạch người ta đuổi là mình mới đi đó, phải không? Nhưng mà ở đây cái đời sống cô con thấy ổn định chứ, đúng không? Khách cứ mà ra ăn uống gì là tiền không đâu quý vị. Chừng đây đại gia mặt nước đó. Con cái ở trên này, cháu sống trên này thì sống cũng được. Dạ. Cô nãy giờ con hỏi chuyện mà con quên hỏi cô tên gì vậy? Dương Thị Lụa. Dương Thị Lụa. À, Dương Thị Lụa. Năm nay con nhiêu tuổi? 59. 59. Rồi nãy giờ con đến đây mà không thấy chú đâu, chú đâu con? Chú sáng giờ đi chơi rồi, đi nhậu rồi. Ủa, nhà bán đồ nhậu, ổng nhậu, nhà ổng đi nhậu, hàng xóm là sao kỳ vậy? Dạ, ở nhà cũng như vô trong bờ có bạn bè đồ rồi đi. À, là mình chơi. Là mình có cái cano riêng mình đi vô đó. Dạ, có xuồng mình đi nè, vỏ được cũng như nãy rước gì đó rồi đi vô. Vì ổng hay vô, ngày ổng vô mấy bận ở trong. Nè, mà cũng ít lắm, lâu lâu cũng như 3-4 ngày đi vô một lần vậy đó. Có khi nào ổng lên trển thăm bạn gái ổng không? Cũng có chứ. Ủa cô có biết gì không? Cô có giờ đi theo ổng lên chơi, cô có nhậu gì không? Không. Là cô hầu như là ở 24 như thế này á. Dạ, tại vì không muốn bán giờ không có. Là cô lại thích ở đây. Rồi chợ búi, rau cỏ thì mình lại lên trên bờ mình mua, mình mang xuống đây. Mình đặt người ta đem lại. Ồ, là trên bờ, mình đưa xuồng xuống cho, người ta đưa xuồng xuống cho mình luôn. Dạ, ta chở. Cái gì trời? Ta chở mình cá, đồ chứ mình mua thì người ta cũng chở. À, vậy hả? Ở như cô ngồi đây chứ mà cá thu gom là người ta vẫn mang lại cho mình tí. Mà mang lại cá tươi đúng không? Cá tươi không à? Ở đây là cá tươi, nuôi sò, đồ thì mình nuôi đó. Xong rồi bây giờ nuôi sò, đồ đó, giọt rồi thì mình đi. Bây giờ mình đi cạo, cũng như ta đặt cái mình cạo đó. Rồi cô ở đây nè. À, ví dụ như là hả, bữa hôm á con có phỏng vấn một cái chị sống trên ghe cũng 30 năm rồi đó. Thì con mới hỏi là chị ở trên ghe gì đó lên đên trên nước gì đó, là cũng đây là cái nhà thì bao giờ có ăn trộm nó vô nó hỏi thăm mình không, thì cô làm cái nhà giữa mặt nước gì đó, rồi lâu lâu có ai mình ta vô ta dòm ngó ta lấy cái này của mình lấy cái kia của mình không? Không, hồi ở tới giờ là chưa có ai tới nhà mình làm gì để phá để thấy chưa có, không có. Nhưng mà trên này là không có hàng xóm rồi có bao giờ mình nghe tiếng ồn ào cự cãi gì không cô? Ít lắm, tại vì giữa đồng ít cự cãi gì chứ. Tại vì người ta lên người ta làm ăn không, hai chồng không à. Đâu có ai. Gia đình cô cũng y chang vậy luôn á, cũng im lìm vậy luôn à. Chỉ có nghe khách vô nhậu, vô. Ủa cô rồi cô làm cái quán như vậy nè, là được bao nhiêu năm rồi? Cái mùa nào họ vô họ ăn nhiều nhất con? Như hè đồ đó. Hè đồ nè. Là du khách. À, 34 rồi. Dạ dạ, là du khách họ vô. Chứ giờ ngày thường cũng cỡ này cũng ít mà từng đó, cứ từng nữa nhiều. Đồng. Nhâm ngày như ta đặt á. Ta đặt dạ. Nhiều khi. À là trước khi người ta muốn vô đây ta phải điện thoại, ta đặt trước. Ta đặt. Không mới tiếp. Còn nếu người ta không đặt trước là cô không đãi luôn. Cũng có nữa, có như ta lại bất ngờ mình cũng đãi mà hơi chậm, làm hơi chậm một chút á. Còn ta đặt thì lại ăn liền không à. Dạ. Thì nãy giờ chúng ta có một cái cuộc gặp gỡ trò chuyện với cô Lụa quý vị. Cô Lụa là gia đình cô ở trên này, ngày xưa là cũng chỉ ở trên này để mà làm cái nghề bắt tôm bắt tép để mà sinh sống qua ngày thôi. Nhưng mà nó có cái thời quý vị. Ta nói là ở đâu mà gặp thời mình vẫn trúng thời, của trên mặt nước thôi mà, có nghĩa là cô mở một cái nhà hàng quán nhẹ bình dân thế này thôi, nhưng mà cái lượng khách rất là đông. Nãy giờ ngay vô đây mọi người thấy đó, lúc đầu nghe không biết là cái này là cái gì, nhưng mà vô đây mới biết là của một gia đình thì người ta kinh doanh buôn bán như này, người ta sinh sống ngay tại đây luôn, thì cảm thấy rất là thú vị cô ha. Con ở đây con thấy vui nữa, nãy giờ lên thấy cái vườn mình nó sảng khoái mà nó nhẹ nhõm dữ lắm luôn á. Mà cũng như không quen thì sao? Không, con thấy vui chứ không có sợ nha. Ủa rồi cái dòng nước ngọt của mình ở đây mình lấy từ đâu cô? Mình lấy là khoan ở dưới nước này nè, khoan dưới đất. Ủa mình khoan ở dưới cái sông này, dưới nước lợ này mình đưa lên luôn. Hay vậy ta? Nó hay cũng như trong bờ, mình không lấy trong ngoài. Nhưng mà cái nước nó có trong không cô? Trong ngọt lắm hả? Nhưng mà nếu mình làm cái khoan đó là nó có tốn kém mà nó có cực không cô? Nó cũng cực, nó cực là như nó đi nhà đồ lên trên nhà mình nó hơi cực. Mình phải làm cho nó chắc nó mới đem lên được. Mà thường khoan là được liền hả cô? Được liền. Khoan
lên là lên nước mà lên nước ngon á, cái nước này nói chung là ngọt lắm mà lên nhanh thì nó ngọt. Cảm ơn cô nhiều nha, coi như đây là một buổi trò chuyện ngay tại cái ngang ngồi nghe thùng rác luôn quý vị. Bên này là cái tủ đông, đây là giống như là cái chạng đó quý vị, để đồ đồ linh tinh. Tắm ở đâu cô? Tắm ở sao? Vậy hả, tắm sao? Đây là cái chỗ mà để sảnh nấu ăn đó quý vị, rất là thoáng mát nha. Rồi đây mọi người ơi, đây là Nga sẽ review sơ lại cái cảnh bếp người ta nấu ăn cho mọi người coi nha. Đây là nồi cơm nha bà con. Đó, cái này mình nấu mẻ chua vậy không em? Cá kiểm. Trời ơi, chẳng lẽ order thêm cái này cho thấy ngon quá à. Kêu rồi đó hả? Rồi đây là món gì nữa? Trời ơi, có người vô tao bếp thịt hình luôn. Dễ thương lắm chị, dễ thương lắm. Ở đây cái nhà này là mình làm được mấy phòng ngủ em? Cái nhà gì mình ở là mình làm có dựng được mấy phòng ngủ rồi không? Nhà em ngủ nhưng mà mình có làm phòng ngăn ra đồ không hay ngủ? Có. Vậy hả? Mình có làm phòng ngăn ra. Đây, đây mọi người ơi, đây là con gạm đúng không em? Con gạm nè mọi người đó. Chưa đã, con gạm, họ luộc xong rồi. Con rạm. Ủa con rạm? R. À tôi tưởng là tại vì thấy miền Tây nhiều người ta đọc đi R không được á, đọc G không, mình tưởng là con gạm. Con rạm. Con rạm nha quý vị. Còn cái nhiều người dân miền Tây họ đọc chữ G, chữ R đâu được đâu, họ đọc cái con gạm. Dễ thương ha. Mọi người tưởng tượng coi, ví dụ mà trời mà lạnh á, cái mùa ở Cà Mau có mùa nào trời lạnh không em? À vậy hả, gần tới mùa lạnh mình bắt cái lò than lên là bà con, cái mình nướng đồ ăn ha, ngồi đây nằm cái giỏng rồi nhâm nhi đồ thấy vui ghê. Cái dừa Cà Mau có ngon không? Cái gì con? Dừa, quả dừa thì cũng là thôi, dừa này không phải dừa uống nước đâu, dừa là dừa để nấu ăn á. Ờ vậy hả, dừa uống nước chứ nhỏ. Mọi người ơi, đây là cái món cá chẽm ướp xả chiên á. Mà mình đứng đây mà trời ơi, tao nói nó thơm. Nó thơm, nói chung là chương trình giảm cân của em không có thành công nha mọi người. Đồ ăn nó ngon mà nó thơm. Đó. Đây là món của gia đạo chúng em đây mọi người. Mực đồ hang, ngon hang. Đây, tôi order xong tôi tự tôi nướng luôn cho rồi đi. Đây là món hào đó mọi người, gọi là oyster đó. Chục con mà nó bự dữ vậy hả? Con hào này bự nghe. Thôi chương trình giảm cân là thấy không thành công rồi đó mọi người. Tôi giảm cân nha. Tôi nướng cho vui chứ tôi không ăn đâu đó. Nướng cho vui thôi. Cái này là nó bị ấy nó không cô? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ủa? Đặt 10 con mà nướng 14 con hả? Cho hả? Được 14 con luôn đó mọi người. Đây là cái món hào nướng mỡ hành, đúng không cô? Hào nướng mỡ hành. Trong lúc đây nè, mỡ hành nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Mỡ hành nè, nhìn chết thèm chưa? Đừng thèm nha. Mỡ hành dưới quê nè. Còn đây là đậu phộng đã lắc vô nha bà con. Rất là ngon nha. Trong lúc mình chờ hào chín thì mình nằm đây mình chờ. Bếp đây, nhà đây, khói nghi ngút đây. Cuộc sống rất enjoy và rất là nhiều thú vị đúng không bà con? Khi mình về tới miền Tây á, thì mình sẽ được thưởng thức những món ăn rất là đậm chất của miền Tây mà lại tươi nha. Mấy cái con này là người ta mới vừa ấy là người ta đưa cho mình đó không cô? Dạ. Cô mới nãy con đi vòng á,
Rồi con thấy ở đây mình đi toilet là mình xả xuống sông luôn hả cô? Ủa nó có cái ống ở dưới hả? Là cái nó không phải đi vô đường nước phải không cô? Không. Mụ hồn, bữa nay lo quá, Nga liếm cái nước Nga thấy mặn. Mà Nga cái lúc cái xuồng đó nó gần ngay cái toilet luôn thì mình cũng hơi hoang mang. Nhưng mà tại vì đã trải nghiệm mình review thì mình phải thử thách hiểu không? Thì thử thách thấy cái nguồn nước nó hơi mặn thì cũng hơi rất là sợ. Nhưng bây giờ thì cô Lụa cô đã nói rồi nha quý vị, ở đây là đi vậy thôi. Nhưng mà nó có cái đường ống xả xuống đàng hoàng nha quý vị. Nãy giờ con tưởng là xả nó xuống nuôi cá luôn á, chứ giống như cầu cá tra. Hả? Cái gì anh? Cái muối chiên xả với là một con nướng nữa. Cái gì nướng anh? Cá chẽm nướng. Ủa cá chẽm nướng rồi hả? Ờ ngon ngọt lắm. Trời ăn nhiều gì rồi mập thay nó sao anh Hùng? Ờ cái gì anh? Đây nè, cái này con hào là anh Hùng. Giọt. Anh Hùng là người dân bản địa ở đây. Ảnh tình nguyện cho làm hướng dẫn viên du lịch chương trình này nên là bữa giờ ảnh rất là cất công quý vị, anh bỏ việc. Xin chào cả nhà kênh Thiên Nga nha. Có dịp về Cà Mau thì alo Phạm Hùng. Mà nhiệt tình dễ sợ luôn á. À Thiên Nga các bạn bè có về Việt Nam á, nhắn anh Hùng mà về Cà Mau, nhắn anh Hùng lo cho. Trời ơi, ông công nhận ông cũng rất là nhiệt tình bà con. À thì đây là một cái bữa mà kế tiếp mà anh Hùng dắt tụi Nga đi với mọi người. Đây là một cái chỗ mà rất là đậm chất miền Tây, mà đậm chất sông nước nha. Đây là một cái ngôi nhà nổi trên mặt nước, nhưng mà vô đây đời sống mình rất là dương dã, ăn uống rồi thì choi rồi các kiểu. Ủa nó ra cái nước gì quá trời luôn vậy? À, cái nước ngọt. Ồ cái nước ngọt. Ừ. Dạ dạ. Nhìn hấp dẫn với sợ chưa bà con? Con nói con gì vậy anh? Con hào. Nãy giờ tôi tưởng tôi làm nhưng thực ra tôi ngắm mọi người làm thôi. Cái này là con trai cô hả cô? Con trai thứ hai. Nghĩa hả? Con trai thứ hai hả? Không có tháo khẩu trang mà nhìn qua cũng biết, rất là biết là đẹp trai nha. Mà rất là lịch sự, làm việc là đeo khẩu trang rồi che mặt lại. Không có đâu, dễ vậy. Thơm mọi người. Ngồi đây nó thơm mà nó thơm. Mấy con? Để đó hấp như đó cho cô. Rắc mấy con giờ bỏ lên. Ăn mình ăn thử đi. Ăn tại đây đi cho nó ngon này. Mình nêm hết luôn rồi hả? Là nêm ở trong cái mỡ hành đó hả? Thử luôn. Mình ăn ngay tại lò bếp mọi người. Tự nhiên mình ăn chỗ này mình muốn đi lên cái vùng mà Sapa, mà cái vùng của cái người dân tộc thiểu số họ làm món thịt heo rừng cho mình ăn á, heo nuôi heo rừng gì đó quên rồi. Rồi nó ngon xuất sắc bà con ơi. Vừa ăn à? Rất là vừa ăn. Thấy này nó tươi quá, nó bị chắc này. Con tươi tươi quá. Ủa cha cho mô Phật. Nó tươi quá nên nó chắc đó bà con. Giờ giải bộ mình ăn đi hết đĩa luôn, xong cái mình giao lại cho ở ngoài có già con luôn. Ủa cha nóng quá. Lấy miếng giấy hả? Ừ. Nóng lắm rồi. Mình mang ra cái bàn còn cái vỏ luôn, chắc người bệnh luôn á. Con này nguội nè, con này nguội rồi cô ơi. Con này nguội rồi nè. Để con ăn thử con này nè. Trời ơi, không có gì mà ăn ngon bằng ăn ngay tại bếp rồi cô hả? Con này mới ngon nè. Ngon ha. Ừ. Đó, nướng kiểu đó là ngon á cưng.
còn sống thì nhìn người ta gọi. Ừ. Ừ. Sao con bỏ vô trong miếng gì bự bự nhích qua bỏ mấy kia cho cô đi. Phải bỏ miếng mỡ hành à. Cái mỡ hành nó bự hơn cái con nữa. Ừ, đó. Nhưng mà em nếu mà nó nói gì mình phải lấy cái dao mà lóc. Nè lên luôn. Nước nhiều quá. Chà chị. Cũng không có nóng đâu cô. Không nóng. Không nóng. Đó. Cái gì nó mới ngon. Còn nó vừa ha. Ừ, nó vừa. Với cái con đó là... Còn kia nó quéo quá rồi. Nhầm mà nhầm người thì người ta ăn khô, còn nhầm người thì tươi ngon. Ừ. Cái này người ta còn ăn sống luôn mà. Ừ, ăn sống với bùi tạc. Nó còn tươi người ta ăn sống luôn. Cô ăn nữa à? Không, để vô cho mọi người ăn chứ mình ăn gì kìa. Cái người đẹp. Cái nước. Có mười mấy con mà ăn ba con. Rồi, ăn đi, 10 con tôi ăn hết 4 con rồi đó. Xuất sắc rồi. Rồi ngon kinh khủng luôn anh. Tươi sống ơi, em chưa ăn đồ biển, em chưa ăn đồ xong mà em ăn cái cây trước nó mất ngon. Ngồi vô. Ôi mọi người ăn đi, tôi ăn rồi. Bây giờ cũng đói rào thâu chứ con. Bắt cá trắng rồi lên nha bà ơi. Bắt đầu mò lên, chắc ớt thì nhiều lên nha. Lẩu đó. Lẩu gì vậy? Lẩu cái dừa chó. Cái dừa chó hả? Cá này á. Chó đặc sản á. Lẩu cá dừa chó. Trời đất ơi. Phải kêu gì nó mới ra hiểu không? Còn cái nào mình kêu mà cá dừa chó đẻ là gây lộn luôn rồi đó. Thanh niên xa vợ mang cái này cũng căng nhà. Ủa mấy hôm qua tới mày khen gái Cà Mau quá mà. Thì mày về mày đi đâu đó đi. Chứ giờ biết sao vợ. Đông thủy. Một cái đông mực cầm. Trời ơi ngon. Phải nói công nhận là ngon khủng khiếp luôn. Ngon. Nè có cái chuối nè mọi người. Ngon là ngon. Em ơi em cho chị một loạt ớt mà để cắt vô trong nước mắm tôi không cưng. Cái chuối này ở quê mình cái chuối gì mình trồng cái chuối gì ta? Chuối chét. Chuối chát ở quê mình đi có hộ. Chú này gọi chú gì? Sim. Qua đây gọi đi. Sim. Nè, qua đây gọi đi. Chú ngồi đó được rồi. Đó đi. Ủa sao tự nhiên đóng cửa sổ này gì vậy em? Mưa hả? Tiếp ra tối rồi hả? Tối chưa? Cái gì tối vậy? Mưa ọc vậy. Thôi lỡ còn lặng con thôi. Đi ăn mà mưa tối luôn cái gì? Mưa tối rồi. Nếu mà bảo là phải ở đây luôn đó, không là không được về nha bà con. Trời đất trắng xá luôn kìa. Ôi mưa kìa bà con, trời mưa kìa. Từ xa là mưa vô tới kìa. Bởi vì phải đóng lều lại hết thấy không? Nó qua đá. Còn đây là nó là tươi sống luôn. Đó, nó chất lượng rồi chỗ đó. Nó tươi sống rồi, còn không có mà nó qua đá nha. Chặt xả đá, chặt xả đá luôn. Hàu nó có nhiều cái kiểm. Cái gì? Kiểm nha. Heo hả? Heo hả? Cái kiểm á là nó có bị lượng kiểm nó tăng cái sức đề kháng người mình nó không bị bị thú đĩa phải không? Ừ, nói chung là nó con người mình sẽ có sức đề kháng có nội sinh ăn hào vô có tác dụng gì nó không bị đó không bị cái đó thì không? Nhiều người người ta nói rằng là để vô cho mình gọi là bảo mình đang trong nhà cái mình đang mềm đây này thấy không mình men lên nhưng mà thật ra đấy là người ta nói cho vui không anh phải ăn nhiều vô có chăng được cái này nó có hàm lượng kiểm rất là nhiều nè. Nó tăng cho mình cái sức đề kháng của người mình mạnh khỏe rồi nè. Cho cái tin vui nữa nè. Ở đây mưa là ở trong này luôn mày ăn một đống này đi rồi đêm nay mày đi vòng vòng ở trong này nha. Đâu mưa luôn. Mưa luôn không còn nghe luôn. Mưa lớn bà con ơi trời mưa quá mưa bay. Mưa bay. Mưa lắm luôn. Tình hình này chắc bị kẹt ở đảo luôn rồi quá. Hỏi gì rồi luôn. Mưa lớn dễ sợ. Mà hay em nha, cái những cái người dân ở đây nè, ta nhìn mưa ta biết được cái gì. Ta nói tối là ta đóng sập cửa sổ á. Mà người ta cũng hay. Mình rất là bàng quang, mình không biết được. Có định hả? Mà biết hồi nãy anh em mình không biết. Ủa ban đêm là đèn leo lét như vậy thôi đó hả? Ờ.
bằng đêm nó sáng nó nhiều lắm. Trời ơi, bây giờ là giấc này mưa, thì có nghĩa là đóng cửa sổ hết. Thì là chúng ta sẽ thấy phòng rất là tối. Món này cũng là món hành đó chị. Món hành luôn. Thăm nhà bếp nước dài, nóng nước tứ sợ. Này ăn với cơm á mọi người, bắt cơm vừa nóng luôn á. Đúng không? Ăn với cơm là ghiền luôn á mọi người ơi. Mưa. Mưa là mưa to có bị dột nha. Sao anh? Dạ. Em đang đi coi vòng vòng có mưa, mọi người ngồi cảm giác làm sao? Sợ hãi không? Cái bàn này nhậu hãi rồi nhậu lên nè. Anh có hay nhậu thì xin không? Không. Không rồi. Vậy hả? Lâu lắm rồi mới đến. Nhưng mà anh là người Cà Mau hay là anh ở đâu? Người Cà Mau. Anh người Cà Mau luôn. Rồi cứ lâu lâu cũng chạy ra đây để coi hưởng thụ vậy đó hả? Ê, vui vẻ một chút vậy đó. À, vui vẻ. Nhưng mà nghe anh chị cũng rất là nổi tiếng rồi, thấy không? Cảm ơn nhưng anh. Nhưng mà cũng rất là mến mộ. Dạ, dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mến mộ chị là cái chỗ là mình là diễn viên, đóng góp cho xã hội rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cho nên cũng rất là mến mộ trong những người. Dạ, có hứng thú. Còn anh ra đây vậy là đi ngày ra chơi rồi đi về rồi. Nhưng mà mưa vậy là tụi mình có về được không anh? Anh nhắn cho về. Về mình cứ mặc áo mưa mình đi về. Khi nào mà nếu mà thời gian mình đúng không, cứ mặc áo mưa mình đi về. Ủa thầy có anh, mưa gì rồi mặc áo mưa đi về ạ? Thời gian mình đúng, có khô khổ thì mình về đi. Còn nếu mà không khô khổ thì mình về nha, mình về. Nhưng mà cũng rất là nó về thì chủ bà cho mình về lắm. Đây là bạn của mình ở đây. À, anh sống, ở ngay cái cồn đó đó hả? Ở từ lớn rồi đây. Không, mình sống ở quê hôm nay. Thì ở Cà Mau một chút. Anh Cà Mau là ở đây là còn gì nữa? Anh Cà Mau là quê Cà Mau. Đúng rồi. Nhưng Cà Mau nó rộng lắm. Cà Mau là thành phố. À. Này Cà Mau gì miệt mà đúng không? Cà Mau miệt vườn. Miệt vườn là anh ở ngay cái cồn đó đó hả? Cà Mau vườn mình đấy. À, à, à. Nói chung là trong khu vườn này đấy. Cái khu anh ở gọi là khu gì? À, Đầm Chí Tường. Cũng đầm đây là đầm Mỹ Tường. Đó, đây là khu đầm Mỹ Tường. Dạ, khu đầm Mỹ Tường là vui anh ha. Anh, cái chỗ mấy cái chỗ này mà mình lấy nước ngọt vô thì nó có bị khan hiếm không hay là thoải mái thôi? Trong cái tháng này thoải mái. Vậy hả? Nhưng mà từ 1 tháng 12 tháng Giêng gì lại anh lấy nước ngọt là từ cây nước mình dự trữ không? Chứ giờ này sao lại cái đầm này mà tự nhiên là nước mặn sao? Dạ, mùa này thoải mái. À, cái này thoải mái mình sau này từ khi lọt qua Tết vậy đây sao là lấy nước mặn là mới một hay là kẹp á gì nó đã vui vậy hả? Hồ vui á là nó là cái là gì con tôm cua con cá gì là sống dưới này là nó nói như là rất ok từ nước mặn nha. Dưới này con cơ tôm con cá thì nó không bằng con nước ngọt nước mặn. Dạ. Thì chị mới xuống lần đầu tiên phải không? Đúng rồi, lần đầu tiên xuống luôn. Nếu chị xuống lúc này là đầu tiên kinh nghiệm lần sau xuống khi qua Tết nước mặn là cái đồ cá biển mình rất ngon. Ngon hơn hả? Ngon hơn giờ nhiều. Vậy hả? À, vì mùa này là ăn được đó hả? Ăn được chứ không ngon bằng cái mùa nước mặn. Sao em thấy ăn là ngon lắm rồi đó. Ngon này mướt nước mặn ngon hơn nữa hả? Cái nước mặn trong mặn mưa nó nước mặn bây giờ nước đây giờ nó ngọt là ăn ngon cái này nước mặn còn ngon nữa hả? Con sò huyết nè, cơ nè, với con hai mảnh mấy anh em đã bắt lại đó là cái hiện giờ mình ăn không ngon, con sò huyết ăn không ngon nhưng mà sau khi nước mặn rồi ăn này rất ngon. Cảm ơn anh chia sẻ, hưởng chút kinh nghiệm. Chỉ có về đây về đi là qua Tết mà đi này có duyên anh ơi chứ biết khi nào hoành lại. Này là vừa trái đất còn xây xây mà. Dạ, trái đất sao xây. Không, mà để kể thấy chị thì anh em cũng đã trao đổi là nói chung là vừa trung tâm tiếng Nga cũng như diễn viên của tiếng Nga anh em rất là mến mộ. Vì rõ ràng chị không có tham gia về cái chính trị. Tụi em biết gì mà chính trị anh? Tụi em chỉ biết làm vui cho đời thôi. Làm vui cho đời là một cái kinh nghiệm rất là cao. Dạ dạ. Nói chung trong ngoài nước vậy đó cũng có rất là mến mộ. Dạ dạ dạ. Thôi giờ hai anh nhậu vui nha. Em chạy về bàn với mấy người bạn cái. Cũng nha, anh cái cho mấy anh vui nè. Cũng mà em muốn nha, cũng có muốn. Cái gì cần cho mình xin một coi hả nè? Dạ được.
Dạ, cái ly này của ai em uống được. Nhưng mà em cũng không biết uống bia. Không sản. Biết sao nhỉ? Dạ thôi, cũng chụp rất là vui rồi. Chụp cho mình mấy bôi, sao mình chụp lên bên đâu. Chụp hình nè, chụp hình, có ai chụp hình không? Chụp chị vô lạ mà. 1, 2, 3. Rồi, ok. Chụp mưa nữa hả? Dạ, dạ. Về phê với vợ hả? Ừ. Không, cái này không có vấn đề. Dạ, dạ, dạ. Trung tâm tiếng Nga ai cũng biết rồi. Dạ. Trời, giờ ghen hả? Nó quay đang mình đi chơi có tiếng đề mình về báo vợ biết. Dạ, rồi rồi, cảm ơn mấy anh, rồi mấy anh ngồi chơi vui nha. Vậy chị chụp em bao vậy? Ờ đây nè, nhờ ổng chụp cho. Ủa em à quên ha. À quên. Vậy chụp bốn ngồi rồi bây giờ nó còn quên. Chị chụp cho em mô là em hết hồn hết vía kìa. Đứng lại rồi chuẩn bị nha. Ăn để em dắt cái kiếm được bạn á. Rồi sao nữa mới được đây. Nhìn máy này nè, máy này quay, máy này chụp nè. Biết nhìn không? Vậy, vậy rồi nhiều lắm rồi. Em. Dạ. Quay xong rồi cho nó thọc vô nha. À, ý nó mỏ không? Ủa, ở Cà Mau mà sao mỏ Bến Tre vậy? Cái mỏ Bến Tre nhỏ xíu à, nhưng mà cái lưỡi Cà Mau mới dài. À, dạ, lưỡi Cà Mau mới dài hả? Rồi, rồi, cảm ơn đất nha. Đất mũi mà, nhưng mà đi đất mũi chưa? Dạ, dạ, mai đi, mai đi. Đi nó mới được chứ. Dạ, dạ, mai đi. Cái gì bồn bồn. Đúng rồi, cầm bồn bồn. Bồn bồn, mọi người cầm bồn bồn nha. Cọng này ăn được không? Không, ừ. Cọng đó ăn trước á. Vậy nè, ăn thử được không? Chị kêu ông diễn mỏ nhọn, bớt diễn lại đi chị. Ông diễn mỏ nhọn nó rất diễn quá, tôi mệt nó quá. Tôi rất mệt luôn. Trời ơi, tao nói chương trình nhập tiệc rần rần quá mọi người ơi. Trời, ở ngoài thì mưa. Bão tố ầm ầm. Trong này anh em chúng tôi thì ăn ngon không con? Đây là hai đứa con của anh Hùng nè. Ông nhỏ này nè. Bộ ông tắm trắng sao ông trắng gì vậy ông nhỏ? Có đâu. Không tắm trắng hả? Dạ. Ủa trắng còn hơn người cát luôn á trời. Con vọp còn nướng có hành. Ừ, đây nè. Ở đây con vọp nè, mới vừa cắt cỏ xong liền nè mọi người. Con vọp. Con vọp nha. Chị Sương nè, chị Sương không được ăn oi tơ vì bận quay thôi, giờ mời chị ăn hết con vọp này luôn đi. Cái gì quá vậy? Bồn bồn mọi người, nó ngon khủng khiếp luôn á. Chỉ cần trụng vô cái lấy ra ăn liền. Đây là bồn bồn, là cái món đặc trưng của miền Tây anh hả? Em thấy Cần Thơ không có. Có Bạc Liêu, Cà Mau, nó chỉ là dẫn chuyển đó Bạc Liêu, còn đó là không có. Đây mọi người. Dạ. Không trồng mà không có trồng. Còn gì hả? Tất cả chỉ Bạc Liêu với Cà Mau là có cây bồn bồn thôi. Dạ đúng rồi. Đó là gọi là vận chuyển các chuyện khác mới bán. Đặc biệt là cái chỗ khu vực cái nước mình với nó bật qua một tí rồi. Dạ. Là ngày xứ luôn. Ủa em tưởng bồn bồn là ở Cần Thơ chứ. Hả? Tại hồi đó chị lên Cần Thơ là bà giao hay mang về cho chị đó. Bà giao muối chua xong gửi lên hoặc là gửi tươi để nấu canh đó. Dân Ba Khía rồi đó. Dạ. Còn này là con rạm nè, quý vị con rạm nha. Con rạm khác Ba Khía. Con này ăn với cơm, bắt cơm dữ lắm. Còn cái con này nè, trời ơi, nó ngọt ngay mà nó tươi hơn con nghêu nha mọi người. Ăn ngon lắm. Ủa anh em ăn ngon mà im quá vậy? Ngon quá, ngon. Cái dòng im á là ăn vậy. Ngon mới im nè. Ôi anh đừng đắp em nữa, em ăn nãy rồi cũng cả cất rồi đó. Im, tập trung chuyên môn. Đang nguyên này nó im lặng quá mà không nói tiếng nào trơn á. Ngon vậy? Dạ ngon chị ơi. Vậy hả? Dạ. Tuyệt vời. Tự nhiên nhắc bà Giao quá bà Giao. Ngon chị Sương. Dạ, cái đợt lần đầu tiên gặp chị á là bên chùa chỗ chị Giao làm á. Mày ớ. Ừ. Con lấy chị Giao được đó xong rồi đi luôn. Con không? Mà đặc biệt ở đây rất là rẻ mọi người. Vô tới đây á là có tính đầu người, một người là chỉ có 120.000 thôi mà mình được kêu 4 món luôn. Là mình order 4 món có nghĩa là rất là rẻ nha. Vô đây mà gia đình ta phục dịch rồi ta phục vụ mình rất là chu đáo, nhiệt tình luôn. Ta coi mình giống như người thân vậy đó quý vị. Ăn làm gì phá hết, làm gì thoải mái. Nói chung là rất là dễ chịu. Mà đặc biệt là món ăn rất là dân dã mà tươi ngon nha. Không có gì ngon bằng. Ăn xong có giường ngủ luôn chị. Đặc biệt là không qua đá, còn là đồ tươi sống. À vậy hả? Đúng rồi, đồ tươi mà. Không có qua đá ý là
Dạ. Tôi sống hết. Không có ướp cái gì gì. Này để con em băng con rạm thôi. Em định hỏi là không qua đá là gì á? Là ướp không, đá vụ bắt đá. Lên sân, ướp đá lên vận chuyển thì sao? Nó tắt á. Thằng không bỏ tủ lạnh á, nói chung mà không bỏ tủ lạnh em nha. Rồi. Con rạm này nè. Mình ta rim á. Ôi, cái món này ăn á, bắt cơm mà anh. Cơm nguội rồi đó. Ủa nó có gặp luôn nè bà con. Quay nữa chị, quay nữa đi. Nè, tập trong ăn chút. Ăn quá vậy. Bà Viễn nó ăn mà mồ hôi mồ kê tứ ra luôn mọi người. Con này nó rất là tập trung. Ừ, không, nó ngon. Ngon không? Ngọt. Ngọt. Rất là ngon mọi người ơi. Mà rẻ. 120 đô là khoảng có 120 ngàn là khoảng có là hơn 5 đô một đầu người quý vị. Mà ăn toàn món ngon vật lạ không à. Mình nói kiểu cho bà con hải ngoại ta coi ta biết. Để mà ví dụ như là ở bển mà cô chú anh chị có về đây á, mà đi xuống Cà Mau là đi xuống mấy cái vùng này nè. Vùng này gọi là Đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường. Ăn cá đi. Cá vô chó. Cá vô chó. Đi về Đầm Thị Tường ăn cá vô chó nha quý vị. Một phần ăn như vậy tính ra có 5 đô một người thôi. Trời ngon muốn xỉu luôn. 5 đô là cả tiền vận chuyển qua đây rồi, tiền là hết luôn rồi đó. Rồi xong mình order thêm món gì thì họ tính ký, họ tính con. Dường như là Nga order thêm oyster nè. Với lại mới nãy mình order thêm cái gì quên mất tiêu rồi không nhớ. Cái chẻm. Cái chẻm nướng. Cái chẻm nướng. Còn cái này là họ không có tính tiền mình nè, họ tính trong cái đầu người luôn rồi. Khoan thấy ngon không? Ăn cái rau muống này cũng tự nhiên nè. À rau muống tự nhiên này. Dạ. Cái cọng nó nhỏ xíu à. Ngon mà ngon ơi là ngon luôn. Ngon gì? Phải không? Dự ăn. Cái này là nó ngay số bóng rồi số đó. Dự ăn. Cái này là con cá nục quý vị mà nãy giờ tụi Nga tưởng con cá bóng. Ủa con này chiên mà mình là mình chiên xù á em? Chiên xù rồi chấm cái gì? Chấm cũng nước mắm mò luôn, nước mắm me luôn. Ăn thiệt giờ. À nó có hai loại đó. Dạ. Đây còn nấu mắm me. Này là cũng cá vô chó mà nướng quý vị. Trời ơi, nó có khô. Cái này. Đạt đạt. Cái này là hả, ta nói hả, nó mặn bà cố luôn, cái này nấu cháo trắng ăn ngon. Em ăn gì vậy Đăng Nguyên? Cá bóng. Dạ cá bóng. À. Dạ. À. Nhìn em bóng hơn cá nữa hả? Ờ, nhìn em bóng hơn cá nữa luôn á. Thằng này em lầy luôn. Ngon nha. Ủa cá nục là nước lợ nó cũng khác ha. Nó như cá bóng vậy trời. Vừa ăn. Chưa thêm đi. Ngon. Ngon. Nó như rau sống nè. Vừa ăn. Ăn nhiều cá bóng không? Có. Khỏi ăn bóng sẵn rồi. Ăn nhiều cái bóng dạ, luôn. Dạ, chị ơi. Hôm nay mới lộ. Lâm lộ lộ. Ăn xong, ăn xong là bóng luôn hả? Ngon mà rồi, mà no quá à. Order nhiều món quá. Thật ra cái phần ăn nó vậy thôi chứ cũng order gì nhiều nữa. Ăn no xong rồi ra đây là nơi chốn rửa tay nha. Đời sống rất là thanh tịnh. Xung quanh mà có chửi cha mắng mẹ cũng không ai nghe cả. Tại vì xung quanh này chỉ là đầm nước. Ba con ơi. Ăn no mất giọng. Không nghe cái gì hết trơn á. Con nước rửa tay nha. Nước ở đây là xài thoải mái nha bà con. Xà bông rửa tay rất là thơm nha. Ăn no xong rồi đi ngủ. À mà trước thì ngủ rồi nghe tin đồn nè. Cô nãy con ăn xong con nghe nhiều chuyện vui lắm mà không biết phải thật hư làm sao. Giờ cô lụa kể lại cho con nghe đi. Là nghe tin đó là tại sao mà sự tích có cái chòi này. Là người ta kể là hồi đó là ông chú giận cô gì đó. Ông ra cái ông làm cái chòi này để ông nhậu. Rồi xong rồi cái cô cũng lớp ra đây cô tìm ổng. Rồi xong thời gian á. Rồi cái tự nhiên cái chòi này nổi tiếng lên quý vị. Và cuối cùng là kinh doanh buôn bán ở đây. Thì từ lúc cô ra đây thì chú về trong đất liền chú ở luôn. Kìa, kìa. Đó chú ở đó đó. Đâu, ổng ở đâu? Đó. Đâu nhà nào? Vô nhà lớn đó đó. Ủa rồi bây giờ là ngày xưa ổng ra đây. Dạ. Xong bây giờ cô ra đây theo ổng thì ổng lại đi về trong kia hả? Là ngày xưa cô ra đây với ổng xong cuối cùng là tự nhiên cái này kinh doanh gặp thời là trúng. Ở cái nhà này hả cô? Ổng đó hả? Ờ, ổng trong đó đó.
đi nhậu từ sáng giờ mới về đó. Đâu ổng đâu? Trong nhà đó. Nhậu từ sáng giờ chắc giờ sằng rồi. Chú Hùng ơi. Tên Hùng quá không? Chú hai Hùng ơi. Bây giờ đi không lấy gì, lấy xuồng chở gì đặng đi quay. Không. Đi ra qua phỏng vấn hai Hùng đi. Phỏng vấn hai Hùng. Ủa mà cô phải không? Cái chuyện đó phải không? Cái chuyện là ổng ra cái chòi đây, ổng giận cô ổng ra đây, xong rồi cô đi ra theo cô phục vụ ổng, xong rồi cái tự nhiên cái rồi buôn bán kinh doanh phát đạt. Ở 30 năm quý vị mà là mới kinh doanh 10 năm nay mà rất là thành công. Nhưng mà từ lúc cô ở ngay cái giữa nơi cái đảo này thì là chú bắt đầu chú vô đất liền chú ở đó. Cái chỗ cái trò đó của ổng á. Sự tính sao cô? Thật hư là nó làm sao? Thật hư là sao? Chú cũng nhận nó cắt một đoạn. Hồi xưa ổng thì nhậu dưới này nè. À. Cái người ta bán, người ta bán cái hàng lúng này nè. Dạ. Cái ổng mua à? Ừ. Ông mua cái về ông hỏi là chị mà chịu ở không, cái chị nói thôi đi ra đây ở sống vô cực kiểu lắm, mà đó bốn đứa nhỏ. Ừ. Bốn đứa, đứa có đứa mới có 2 tuổi mấy à. Dạ. Đi ra đây trời ơi mới vừa 10 mấy ngày ổng kia đi ra đây coi thằng lú, đi ra giờ ông thấy trời ơi lú gì mà đắp lên cái bẹp gãy cây hết trơn chết rồi. Thôi đi ông ơi, ông ở tôi không ở đâu, thôi thôi cũng được. Cái ổng à, ông nói chờ vậy không lẽ không ở, cái thấy gì đâu cũng mấy tháng sau rồi, cái gì sao vợ chồng con cái gì chúng ta ở luôn rồi. Rồi đó cái chòi, cái chòi nó nhỏ cũng như cái chòi đó vậy đó. À cái chòi hồi đó là lúc nào khởi nghiệp là cái chòi nhiêu bị lớn rồi quý vị? Lớn đó thôi, hồi lúc đã sang là có bị lớn đó, đó. Rồi mà cuối cùng mình lấn sông lấn đất mà nó ra bị lớn gì luôn hả? Cái con mình lớn lớn cất ngày. Là mà chiếm đất dưới sông đó. ngày cái nó bự ra cái mấy chú đồng đầu tiên, mấy chú nước ngoài. Cái nước ngoài vô trước là cũng như là vô hỏi thăm rồi đó. Dạ, cũng như là có cái chú kia. Mấy chú kia Vũ Hoàng rồi đó, là dạ. Hình đó. Ông mới dẫn vô thì vô là trong lúc đó là ăn là không có lấy tiền đó. À coi như là đến nhậu quay chơi cho vui thôi. Đồ ngon cái bộ. Vô ăn nhậu mà cho vài trăm đô, thời điểm đó là vài trăm đô là nhiều tiền à. Từ cái Hàn Quốc, Trung Quốc thì cái gì cũng có, Mỹ cũng có, chứ Canada cũng có hết. Người ta vô đây ta ăn đó. À cái mấy chú cái chú Vũ Hoàng nói vậy là tụi em á, bây giờ cũng như tụi em kinh doanh lên là bây giờ con tính món tính bằng cái giá rẻ cho người ta ăn đi. Chứ như vậy người ta lại ăn hoài là em cũng không có tiền mà để sống. Tại vì người ta lại hoài rồi ăn hoài gì đâu tiền đâu mà em phải ấy. Màu đó tôm tép dữ dằn lắm. Sáng là chị anh hai đó là phải dưới lú tới 11 giờ, tụi nhỏ còn đi học đó, là lúc đó mình đâu có buôn bán gì đâu, dỡ lú tới 11 giờ vô lựa tôm lựa tép tới 1-2 giờ. Ừ. Rồi bắt đầu nhảy xuống sông đi đặt nữa. À đâu. Là khách đông rồi đó. Cái phát triển đó, lên đó. Là cái đó từ cái người ta lợi cái người ta nói thôi vậy, cái bắt đầu kinh doanh nhỏ. Đó là ta lợi quá đồng, thế bắt đầu người ta nói thôi không có cái nhà lớn là xong bắt đầu mình từ cấp rồi, lên á. Từ người ta nói ở đâu mà người ta có thời là ta vẫn gặp thời quý vị. Có nghĩa là từ lên đó mới phát đạt vậy đó. Rồi bây giờ thì người ta nói là tầm giải tỏ, chúng như tao nói tầm giải tỏ thì mình không có chấm làm lớn nữa, nhà ngưng lại, nhà như vậy đó. Có nghĩa là ta nói con người ta cái gặp thời thì ở đâu người ta cũng gặp thời quý vị. Có nghĩa là đây nghe sẽ dắt ra đây cho mọi người coi lại đó. Ngày xưa là hai vợ chồng ổng bả đó đi ra đây mua cái chòi có nhiêu lớn đó thôi đó quý vị. Xong rồi bắt đầu rồi khách du lịch đồ người ta tham quan, người ta thấy hay quá ta ghé vô nhà ta tham quan, đồ tham quan thôi. Rồi tham quan xong rồi cho ăn cho uống rồi ta cũng trả công, là ta lấy tiền ta trả thì thấy bắt đầu được, bắt đầu mới cất chòi lớn dần và lan rộng ra hết nguyên cái cồn này luôn quý vị. Và bây giờ đây là cái nghề của gia đình của cô luôn, và cô đã sống bằng nghề này. Thì sau khi mà kinh doanh không thành công thì là chú đi qua bên cái cồn mình kia chưa? Ủa mày làm thiệt á, mày đưa tao qua bển thiệt á. Bây giờ thì sau khi mình phỏng vấn cô xong thì giờ mình sẽ đi qua cái cồn kia nha quý vị, để mình tìm chú Hai Hùng mình phỏng vấn. Đúng rồi. Như là người thật việc thật.
để biết là cái sự kinh doanh của người ta như thế nào. Và thực sự người ta nói là số gặp thời đó quý vị, coi như ở giữa rừng giữa núi vẫn thành công, có nghĩa là cái số người ta được thì vẫn đủ. Đi thiệt hả? Thì đi thiệt đó, đi thiệt mà. Còn sao không như chú? Bây giờ xưa qua nó kêu chú ngó nhọn rồi, có con cá bỏ trộn rồi. Chú bỏ trộn là con cá bỏ trộn rồi. Quay clip cá mỏ nhọn vô đi. Không có nhọn đâu. Bây giờ tôi không có nhu cầu quay mỏ nhọn, tôi đi qua tôi gặp ông Hai Hùng. Mai Hùng đi. Anh chuyển đi không? Hai Hùng. Anh cấm đi thì đưa. Nào, thua.